Sáng nay ngày 4 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Quý, quận Hoàng Sơn đã tổ chức bàn giao công trình thi đua mái ấm phụ nữ cho hộ bà Lê Thị Kim Loan ở tổ số 8. Bà Loan là hộ phụ nữ nghèo đơn thân, nuôi con nhỏ đang đi học, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Nay đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Quý hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn thực hiện mô hình tiết kiệm của các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của phường, tạo điều kiện để gia đình chị xây ngôi nhà mới kiên cố, giúp mẹ con chị có chỗ ở ổn định, tập trung làm ăn, vươn lên, ổn định cuộc sống. Đây là công trình thi đua được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Quý triển khai thực hiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Sơn và phụ nữ phường Hòa Quý cũng đã tặng gia đình những phần quà thiết yếu trong sinh hoạt.